chạy rồi. Ui nặng nha. Con gì đây? Con gì đây? Không thấy. Sớm mình thăm được hai con nữa nha mọi người. Mọi người thông cảm nha, tại vì có người á, địa điểm này mới nên mình không có quay được nha mọi người. Đây con này cũng trọng nha. Đó, giữ ghê không? Còn con này thì nó vô nó lột trong đây luôn mọi người. Vô ép chuột chết. Vô lột da trong bẫy luôn nha. Con này cỡ con nãy. Còn mình xin chào tất cả mọi người luôn nha. Thì hôm nay mình thăm bẫy mọi người. Sớm cho mình thăm hai cái rồi mình không có quay cho mọi người xem. Hôm nay mình thăm luồng này cũng hai mấy cái, hai mấy ba chục cái vậy mọi người. Mà mình không có chuột. Mới mượn của thằng em nó mười mấy con. Rồi, giờ khu đó đó, bên đó đó. Mình có hai cái bẫy để mình quay hai cái đó lại cho mọi người xem. Tại vì hai cái đó im dữ lắm. Mình ưng dữ lắm nha mọi người. Mình vô mình thăm hai cái là dính hai con hổ hành rồi đó. Rồi, mình mời cả nhà mình trải nghiệm theo chân mình thăm mấy gắn nha. Rồi, đây mình vô cái tới cái bẫy luôn nha mọi người. Đây ruộng này có nước rồi nè. Mà cũng tùy theo chỗ nha. Có khu chưa có mưa nên cũng khô queo. Con này mới 10 hôm mình soi ếch á. Đây, có hàng luôn. Này là mỗi phát mỗi dính luôn. Con này cũng trọng nha. Hổ hành nữa mọi người ơi. Đó. Mọi người thấy không? Con này vô cũng lâu nha. Rồi, để mình đặt cái bẫy này rồi mình qua mình thăm cái bẫy kế bên đó luôn nha mọi người. Rồi ra ngoài bắt sao nha. Rồi, tiếp tục nữa nha mọi người. Ngon lắm. Có hàng không? Cái này còn chuột. Này mình thấy chuột rồi mọi người. Bấm dừng cái nha mọi người. Rồi, giờ mình bắt gắn ra luôn nha mọi người. Đi vô đây không có đem cái đồ quay. Đó. Ba con này cỡ. Nhì không. Rồi, để mình bấm dừng cái nha mọi người. Chút mình quay tiếp nữa nha. Dính như là mê lắm rồi, bốn cái là dính ba con. Tiếp tục nữa nha mọi người. Thăm vô thăm bẫy người ta dòm hết tội. Chiếc này chiếc sao cho không còn nữa. Nó lỏng luôn. Ý nặng nha. Nặng. Ủa dướng gác. Trời ơi tưởng vô mánh không. Chết chuột. Chết chuột mọi người. Rồi, tiếp tục luôn nha mọi người. Đây mình có cái bẫy nha. Cái này đẹp lắm luôn. Không biết nó chạy hay không mà. Ôi đẹp mà nó không chạy rồi. Ui nặng nha. Con gì đây? Con gì đây? Không thấy. Ủa, không thấy để ra ngoài cái mọi người. Ý đại ca. Dướng đâu vậy? Trời ơi cái đầu nó nè. Vô rồi. Thấy chưa mọi người? Này vô rồi. Trời ơi. Bích một khúc luôn nha. Ôi nó nè. Quá đã luôn. Hồi vô thấy trong cái đầu hôm nó lỏng à. Ai giờ 5 phút này. Mở lên mọi người xem cái nha. Ôi trời ơi cái con này đặt là vô liền luôn mọi người ơi. Bịch lúa không xé luôn nè. Chưa kịp xé luôn.
Vậy là con này vô hôm nay lâu rồi. Đó, mọi người thấy không? Hết nấu chưa? Đã cho mọi người. Trời ơi sướng. Khu này ghê thiệt. Chuột không còn kịp ăn hột lúa nào luôn á. Ớn không? Để mình đặt lại cái nha mọi người. Chút có nữa mình quay tiếp mọi người xem nha. Để chút nữa ngoài bắt cái nữa mọi người. Mình bắt em nó ra luôn nha mọi người. Còn dài ghê luôn. Đã ghê cho mọi người. Đèn bóng luôn. Lửa. Rồi, khỏe rồi. Dính con này nữa là ngon rồi đó. Sớm giờ làm cũng mới hữu hành mà mình không có quay nha mọi người. Mình bắt gắn gần nhà người ta nên nói chuyện hơi nhỏ tí nha. Đó, chặt củi hay gì á. Để mình dừng cái nha, chút có nữa mình quay tiếp nha mọi người. Sớm mình thăm được hai con nữa nha mọi người. Mọi người thông cảm nha, tại vì có người á, địa điểm này mới nên mình không có quay được nha mọi người. Đây con này cũng trọng nha. Đó, dữ ghê không? Còn con này thì nó vô nó lột trong đây luôn mọi người. Vô ép chuột chết. Vô lột da trong bẫy luôn nha. Con này cỡ cỡ con nãy, còn con này nhỏ hơn chút. Còn đây mình được hai hũ hành nữa nha mọi người. Đặt ở đây 5 cái. Mọi người thấy á, 5 cái lọp. 5 cái lọp dính 4 con. Mà điểm này là người ta đặt gầu nha mọi người, còn con nãy đây. Mọi người thông cảm giùm mình nha. Tại khúc này mình không có đem chân quay vô nên mình không có quay được nha mọi người. Mình bắt ra thôi. Rồi, tiếp tục luôn nha mọi người. Nãy thăm hai cái mà chết tên, hai con rắn. Đây con cái nha mọi người. Ui, ô hổ hành bự mọi người ơi, nặng. Trời ơi con hổ hành đã. Hổ hành bự mọi người. Ngon rồi. Để ra ngoài bắt sao cho mọi người xem nha. Giờ bắt ra nha mọi người. Ôi, mọi người thấy nó bự không? Ôi, nó không chịu ra. Chú ra thôi. Cứng đẩn luôn mọi người. Nó chui qua đây không à. Nó qua bên kia nó không qua. Đó. Mày tẩu hả? Ngon chưa? Con nãy cũng bự hơn con này nữa nha mọi người, hổ hành á. Sớm giờ mình được ba hổ đất rồi.
quá ngon. Để mình bỏ vô nha mọi người, hồi có nữa mình quay tiếp mọi người xem nữa nha. Còn có mấy chuột nữa, mình thăm hết chuột rồi mình về nha mọi người. Rồi, tiếp tục nữa nha mọi người. Cái này cũng im lắm. Có gì không? Ủa, bẫy sao hở dữ vậy? Trời ơi, con hổ hành. Hổ hành chút. Vậy mà cũng vô ép chết chuột. Rồi, tiếp tục nữa nha mọi người. Cắt cỏ rồi, chắc xong cái bẫy này rồi. Biết lắm mà. Ồ, đây, đây, đây. Còn, còn. Ý, dính hổ hành nha mọi người. Hành cũng nhỏ, không bự. Để có dính là được. Cái vỏ mình để ngoài, đem ba cái lợp có chuột đem vô. Còn có ba con, trong đây thăm hai cái. Rồi, đến chút nữa mình ra mình bắt sao luôn nha mọi người. Bấm dừng cái nha mọi người. Rồi, tiếp tục nữa nha mọi người. Rồi, cái này này đặt được rồi, mình ưng dữ lắm, im ghê im, không biết sao đây, ngon dữ lắm nha mọi người. Mình thăm cái này nữa là cái cuối cùng luôn á, tại vì còn hai con chuột rồi. Mình thăm cái này, nếu mà dính không dính mình đặt hai cái lợp này luôn về mọi người ơi. Ngủ dữ lắm rồi, hôm mình đi soi nguyên đêm á, bảy tú ở dưới luôn. Cái này im lắm, sao đây, hy vọng là có hàng. Nặng cái đây. Ủa, có dính nha mọi người. Ủa, ở dưới ngọn cỏ. Ủa, dính hổ hành chút mà. Trời ơi, hổ hành bị chuột xử luôn hả chứ. Đó, chỗ còn đó mọi người. Rồi, thôi mình đặt cái này nữa, mình ra mình bắt gắn luôn rồi mình kết thúc clip luôn nha mọi người. Rồi, mình thăm giờ kết thúc luôn nha mọi người. Hết chuột luôn. Mượn có mười mấy con hết luôn à. Đây thì mình được ba con hổ. Ôi ôi vô ỉ em đùm. Con này là hung hãn nhất nè. Đó, mọi người thấy không? Ghê không? Con này thì nó lột, nói chung là nó vô lột nên giờ nó hiền nha mọi người. Con này cũng dữ lắm à. Cái này mình được ba em con hổ. Còn hổ hành này mình chưa bắt nữa nè mọi người. Con nè. Hổ hành đây. Này hổ hành với hổ đất không à. Đó, túi lưới khổng lồ luôn á. Hết nói chưa. Ôi, dữ nè. Con này dữ nhất nè. Vẫn mang đó nè. Rồi, thôi mình cũng kết thúc clip luôn nha mọi người. Để mọi người xem thấy hay thú vị á. Mọi người đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người luôn nha. Hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Bye bye mọi người luôn nha.